Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Quản lý cho biết lịch diễn tháng 8 và tháng 9 của Đan Trường đã kín. Chạy show khắp các tỉnh nên đôi khi nam ca sĩ bị kiệt sức. Mới đây, Đan Trường đăng lịch diễn tháng 8 và tháng 9 trên trang cá nhân. Nhiều khán giả cảm thấy choáng khi nhìn lịch làm việc của nam ca sĩ. Đã đi qua thời kỳ đỉnh cao song có thể thấy Đan Trường vẫn đắt show. Hết thời hay không, mọi người cứ nhìn vào lịch làm việc của tôi để đánh giá. Tôi tự tin mình vẫn đi hát mỗi ngày, một tháng đi show đủ 30 ngày. Nam ca sĩ từng chia sẻ với báo chí khi được hỏi về độ hot so với ca sĩ trẻ. Trao đổi với Zing VN, anh Hoàng Tuấn quản lý lâu năm của Đan Trường xác nhận, chúng tôi bình thản trước những lời khen chê, ý kiến trái chiều. Bây giờ, tôi nghĩ Đan Trường vẫn là một trong những ca sĩ đắt show nhất Việt Nam. Tháng 9, anh ấy định nghỉ ngơi nhưng không thể nghỉ được vì bầu show năn nỉ quá. Có người còn chuyển tiền trước vào tài khoản. Vậy nên Đan Trường lại cố gắng đi hát. Đan Trường vẫn chạy show liên tục dù tên tuổi không còn ở giai đoạn đỉnh cao. Nói về thu nhập khủng của nam ca sĩ mỗi tháng, người quản lý cho rằng, chúng tôi còn phải chi phí cho nhóm múa, trợ lý, tiền vé máy bay, khách sạn chứ không phải cắt xê bao nhiêu lĩnh chọn. Ví dụ, tiền vé máy bay, chi phí lần nào Đan Trường ra Hà Nội cũng tốn kém 25 triệu đồng. Nói chung thu nhập nhiều, chi trả cũng nhiều. Trái với nhiều ca sĩ hạng A đưa yêu sách, đòi hỏi riêng cho vị trí của mình khi đi diễn, theo anh Hoàng Tuấn, Đan Trường lại chia sẻ và dễ chịu với nhà tổ chức. Quan điểm làm việc của anh ấy là không hét giá, không đòi hỏi. Đi diễn ở đâu, trong nước hay nước ngoài, chúng tôi đều tự mình mua vé máy bay, đặt khách sạn. Nếu show diễn có sự cố, mưa gió, anh ấy sẵn sàng giảm cắt xê. Nếu nhận tiền của bầu show rồi nhưng show không diễn ra, sẵn sàng gửi lại. Anh ấy cho rằng bầu show sống được thì mới có chương trình cho ca sĩ biểu diễn, người đại diện nhấn mạnh. Ông bầu Hoàng Tuấn cho rằng Đan Trường đắt show nhờ hát được nhiều dòng nhạc. Trước câu hỏi, vì sao Đan Trường vẫn đắt show, anh Hoàng Tuấn lý giải, một số ca sĩ cũng nổi tiếng nhưng dòng nhạc lại kén khán giả. Trong khi đó Đan Trường hát được nhiều thể loại như dân ca, bolero, nhạc trẻ, nhạc gì mix. Vì vậy anh ấy có thể hát được hội chợ nhưng sau đó vẫn hát tốt ở phòng trà, lễ hội, quán bar. Người đại diện kể với lịch diễn dày đặc, bay show liên tục khiến Đan Trường đôi khi rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức. Sau mỗi show diễn, anh ấy về nhà cũng 1-2 hát sáng. Do đó, anh ấy phải ngủ bù đến 1 giờ trưa ngày hôm sau. Gia đình, nhà cửa hiện ổn định nên Đan Trường không phải lo lắng gì ngoài việc đi hát và nghỉ ngơi. Đôi khi anh ấy cũng bị kiệt sức đấy. Hôm nay, lịch phải đi thu âm nhưng anh ấy quá mệt, đành hủy và ngủ bù, Hoàng Tuấn nói. Đan Trường hiện có gia đình hạnh phúc. Nhận mọi show diễn lớn nhỏ, kể cả hội chợ, một số ý kiến cho rằng điều đó khiến hình ảnh Đan Trường kém sang. Trước nhận định này, người quản lý khẳng định, Đan Trường quan điểm nơi nào có khán giả thì mình tới phục vụ. Anh ấy không muốn đóng khung hát một dòng nhạc cũng như không muốn giới hạn ở phân khúc khán giả nào. Hát phục mọi tầng lớp khán giả mới có một Đan Trường như ngày hôm nay. Với lịch diễn kín mít, anh Hoàng Tuấn cũng cho biết Đan Trường nhận được sự chia sẻ của bà xã Thủy Tiên. Mỗi buổi trưa, sau khi thức dậy, việc đầu tiên của anh Trường là gọi phệ tìm với vợ và con trai. Hàng tháng, anh ấy đều về Mỹ thăm vợ con. Vì vậy cuộc sống của anh ấy yên ấm và ổn định, người quản lý nhấn mạnh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.